Đây là một cặp cá dễ thương mà mình gặp được hôm nay. Tụi nó cũng gắn liền với cái tuổi thơ của mình rất là lâu. Không bỏ nước nên nó bơi ngược luôn kìa mọi người. Nhớ hồi lúc nhỏ thì mình cũng hay đem tụi nó về nuôi, nhưng khi mà đem về thì tụi nó rất là nhát luôn. Ở chỗ mình thì hay gọi nó là cá bảy trầu, cũng có nhiều người nói nó là cá bả trầu mới đúng. Mình cũng không biết cái tên chính xác của nó là tên gì nữa, nhưng theo mình nghĩ là do từng vùng và từng miền nên một loại cá mà nó có rất là nhiều tên. Ở đây còn hai loại cá mà mình cũng thường hay gặp. Ở chỗ mình thì hay gọi con cá này là con cá lòng tông, còn con này là cá liềm kìm. Không biết chỗ mọi người thì nó lại có cái tên là gì. Nhìn vào mấy cái loại cá này mà mình nhớ về cái tuổi thơ nó thật là vui biết là bao nhiêu. Một khi đã qua rồi thì không còn quay lại được nữa. Không biết sao hôm nay mấy con bọ nhảy tụi nó lại tập trung đông ở dưới cái ao khô này. Tới khi mà mình muốn đụng vào tụi nó thì tụi nó nhảy đi rất là nhanh luôn. Vì vậy ở chỗ mình mới đặt cho nó một cái tên đó là bọ nhảy. Mấy cái ao nào mà bị khô rồi thì mọi người sẽ thấy cái số lượng của nó rất là nhiều luôn. Kể cả mấy cái hang cũng là chỗ ở của mấy con bọ nhảy này. Ở đây mình lại phát hiện được một cái càng của con cua. Không biết là nó bị ngẫm hay là nó bị gãy cái càng ở đây nữa. Vào mùa khô thì mấy con cua nó sống rất là vất vả. Một số sẽ đi kiếm một cái chỗ ở mới có nước nhiều hơn. Ở đây mình lại gặp thêm một cái ngoe của nó nữa nè mọi người. Số còn lại thì tụi nó sẽ bám trụ và ở lại chỗ cũ. Cũng có một số con sẽ không được may mắn giống như con cua này. Mình tìm thấy được một cái càng và một cái ngoe. Bây giờ lại tìm được cái mình của nó nữa. Vậy là con cua này đã bị ngủm rồi.